Các bác thấy cây na đẹp không? Vậy có mấy anh em từ xa đến đến để xem vườn, cũng là xem cái giống bơ Tết của em á. Bây giờ em lại quay cho các bác. Em làm vườn na 7 năm rồi thì em cũng không có để cao các bác nhé. Vườn na của em thì 7 năm mà nó cũng chỉ cao khoảng bằng đầu để xuống thôi, không có cao hơn. Nên là nếu mà các bác làm na thì em cũng nghĩ là các bác đây, ví dụ cây này này, 1 2 3 4 5 này, 5 mắt này. Thì chúng ta lên để 4 mắt thôi. Sau này thì mắt này sẽ đâm chồi tỏa ra hai bên. Đấy. Còn mắt thứ ba có thể lên hoặc là không lên, nhưng mà nếu mà lên thì các bác cũng nên bẻ đi, chúng ta để hai chồi chính thôi. Không nên để nhiều quá. Từ hai chồi chính đó chúng ta sau này nó lên được khoảng 4 50 phân ấy thì chúng ta sẽ cắt đi. Từ hai chồi chính đó khi cây nó khỏe rồi á thì các bác có thể để là mỗi chồi để ba chồi khác. Thì hai chồi đó sẽ ra khoảng 6 chồi, đúng không? 6 chồi thì sau 6 chồi đó sau này lên ấy, thì các bác cắt tiếp thì nó sẽ ra cỡ khoảng 12 đến 15 chồi. Ví dụ thế là cây của mình nó lùn và nó xòe ra tán rất là đẹp. Đấy, với cây giống mới ghép như thế này, đó, sức khỏe của nó thì nó chỉ đủ nuôi một cái đoạn ngắn ngắn thôi. Thay vì nó nuôi cả một khúc dài. Đấy, thì là cây nó sẽ yếu hơn. Đấy. Thì người nhà em cắt đôi khi còn tham ấy, còn để á. Nhưng mà khuyến cáo anh em là khi mà mình mang về á, mình xếp. Đấy, mình xếp ra vườn ươm để mình chăm cho nó lên chồi mình mới trồng. Thì các bác có thể cắt thấp xuống nữa. Đấy. Em cũng khuyến cáo các bác là để từ 3 đến 4 mắt thôi nhá. Cây nào 5 mắt thì các bác cắt đi. 3 đến 4 thôi, như cây này 5 mắt này. Đó, em cắt bỏ đi một mắt nữa này. Đó. Nó sẽ khỏe cây hơn rất nhiều. Đấy. Không nhất thiết phải để đây, như cây này 5 mắt này. Mà cây này rất 5 mắt rất đẹp, đúng không? Đây. Đấy, 5 mắt thì sẽ nó lên 2 mắt để còn 3 mắt dưới là không 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 lên. Hoặc lên là chồi nhỏ đúng không? Thì chúng ta mất công phải vẽ đi. Thay vì thế chúng ta chỉ để 4 mắt thôi. Thì 2 mắt đây thì khoảng này là sau này nó có lên chồi các bác vẽ đi thì nó lên hai cái cây này. Đấy, cây nó vừa lùn nó vừa cứng cây và nó rất là khỏe. Đấy. Các bác xem video bữa trước mà người nhà em cắt ấy, thì em cứ đứng cạnh em cứ nhắc liên tục ấy, đúng không? Là thôi cắt thấp xuống nhưng mà thấy cây giống nó đẹp quá mà cắt xuống lại cứ tiếc. Nên là không không cần các bác cứ hỏi cây giống cao hay thấp đâu. Nhiều bác cứ hỏi thế nó cao hay thấp, được bao nhiêu phân rồi, bao nhiêu phân thì em để cho các bác 70-80 phân còn được ấy, nhưng mà để thế nào cho hiệu quả mình để thôi, chứ không phải nhất thiết phải để cao quá như nào. Đây. 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 Thì chiều nay xe mới đến các bác nhé, sáng nay em tranh thủ em đóng cây trước. Đây. Khí hậu rất là mát mẻ, đây, khí hậu này lúc thì mưa phùn lúc thì mát mẻ nên cây giống rất là đảm bảo. Đây. Rồi, nứa giống này của em thì cũng cơ bản hết rồi. Chỗ này là những cái cây nó nhỏ hơn thì em bớt lại đấy, để em nuôi. Đấy, có thể em sẽ nuôi trong bầu. Thì sau này em sẽ gửi sau. Còn lại thì các bác nào cần giống ấy, thì báo sớm để cho em tiến hành em chuẩn bị. Giống của em thì cứ 10 ngày đến nửa tháng thì sẽ có một nứa giống mới. Đấy. Thì bác nào cần thì trong vòng 1 tuần đến 10 ngày nữa là sẽ có nứa giống mới cho các bác. Nên bác nào cần giống thì cứ báo sớm để chúng ta có cái giống ưng ý nhất, đẹp nhất. Đấy. Rồi trong quá trình xử lý giống như thế nào đó thì cần em hỗ trợ cái gì thì các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Thôn, các bác xem những video mà em đăng trên đấy. Tại vì có rất nhiều bác bảo sao suốt ngày thấy đăng La Thái, suốt ngày thấy đăng bơ Tết đúng không? Nhưng mà thật sự với các bác rằng là nếu mà để chúng ta làm thành công ấy thì thay vì chúng ta xem những cái hình ảnh nó nhạy cảm hoặc những cái hình ảnh nó vô bổ khác thì chúng ta nên tìm hiểu sâu về cái cây mình trồng. Có thể xem từ kênh này kênh kia, nhưng mà ít nhiều mình cứ xem đi xem lại đi. Rồi nó cũng sẽ ngấm ở trong tâm trí chúng ta những cái phương pháp làm hoặc là cái độ nhạy của trong vấn đề chúng ta làm cái cây. Đấy. Ví dụ các bác đam mê cây La Thái, các bác muốn trồng cây La Thái, muốn phát triển kinh tế, muốn làm giàu với nó, thì ít nhất các bác khi có thời gian rảnh là các bác lên xem về nó, đúng không? Xem đặc tính cây này, rồi quá trình phát triển này, rồi quá trình nằm bông, nằm trái, quá trình tạo tán, quá trình ép cây, xử lý bông, xử lý hoa như thế nào, rồi phòng trị bệnh nó cho nó này, rồi phòng trừ cái côn trùng chích hút này. Rất nhiều cái phải quan tâm.
Kể ra thì nó nhiều lắm, nhưng mà nếu mà khi chúng ta làm mà nó bài bản rồi thì nó cũng dễ thôi, nó cũng không có khó đâu. Đấy, nó cũng rất là nhàn, nó cây na thái nó cũng là cái cây thả lỏi mà, không nhất thiết phải chăm sóc quá đâu. Rồi làm video cho các bác mà lại vướng người bác gọi đến rồi để mua túi bọc rồi. Thì trao đổi các bác thêm là với những cái cây giống này khi mà các bác lấy của em về á, thì các bác xếp ra là các bác nhớ cho em là các bác tưới thật ít nước thôi. Em nhắc đi nhắc lại video nào cũng nhắc cái này rồi. Đấy. Tại vì cái cây là đặc tính của cây giống na thái này họ nó không cần nhiều nước. Hay nếu mà các bác chuẩn bị cho em là một gói Atolic, kích thích dễ Atolic ấy, hòa với khoảng 40 lít nước thì mình cần ít thôi, mình hòa 10 lít thôi thì mình chia làm 4. Đấy. Thì các bác tưới nhẹ qua cho cây. Đấy, cần thiết thì có thể trộn thêm một ít thúc nấm, Dinomin hoặc Anchacol nữa, hòa thêm nhẹ vào, hoặc tưới nước qua thôi cho nó đủ ẩm cái bầu ở phía trên mặt thôi là nó ngấm dần nó vừa. Chứ rất nhiều bác nhá, mua cây giống về là cứ tưới tràn thôi, dùng cái vòi xịt tưới ướt đẫm luôn, lênh láng nước, bắt đầu cái bầu của nó các bác cầm lên các bác bóp nó chảy cứ ồ ra. Thì thực thể hỏi là cái nước ở nằm ở trong bầu nó thoát ra rất lâu, thậm chí 2 ngày nó không thoát ra hết. Thì là cái rễ của nó bị ngâm ở trong nước, như vậy nó rất dễ bị thối, tại vì nó ngộp, nó không có trao đổi chất oxy được. Đấy, nhắc đi nhắc lại các bác rồi. Đấy, cây giống này của em nhé, em đưa về đến nay ngày thứ 5, thứ 6 rồi mà em chỉ tưới đúng một lần duy nhất cái hôm đầu tiên ấy. Là hạ từ trên cây xuống ấy. Đấy, là mình tưới để cho nó hồi phục lại phát rồi mình cắt, cắt là không tưới nữa luôn. Đấy, đến giờ phút này cái bầu rất là khô ráo. Đấy, cái bầu rất là khô ráo các bạn. Đấy. Độ ẩm rất cao tại vì sơ dừa trộn với mùn mà. Tất nhiên là nhiều bác quyết cẩn thận các bạn, nhiều bác cẩn thận lắm. Về 2 ngày là thấy cô ô doa tưới rồi, lúc nào bầu cũng ướt. Thì thử hỏi nó ra cái chồi rồi nó cũng lại nhũn đi rồi nó chết thôi. Đấy, nên là tại sao nhiều bác nói là tại sao mà giống về đẹp thế mà sao nó cứ rũ ra nó chết. Xong rồi là lại cứ bị thối. Thì thật sự các bác là đôi khi cũng rất là khó nói. Chợ ở cái vườn ươm hoặc chỗ bọn em làm không phải là bảo là có thuốc gì đặc trị hay là thần thánh gì đâu. Chúng ta hiểu nôm na là cái bộ rễ khỏe thì không bao giờ cái cây nó chết. Mà chúng muốn bộ rễ khỏe thì nó phải thoáng không khí, đúng không? Độ ẩm vừa phải, thoáng không khí. Mình chỉ tác động thêm một ít kích thích để cho nó hỗ trợ cho cây nó khỏe và rễ nó nhanh mọc ra để nó nuôi cái cây cho mình nó khỏe thôi. Đấy. Còn nấm thì mình nhẹ thôi để mình phòng. Mình phòng ví dụ như là nấm nó có muốn tấn công vào đó thì nó sẽ có cái thuốc nấm nó diệt trừ luôn từ đầu rồi. Làm cây ăn trái thì các bác phải luôn quan tâm vấn đề là chúng ta phòng hơn là chống. Chứ thấy cái cây nó rụng lá, rụng đọt rồi, nó rụng quả rồi bắt đầu mới đi đổ thuốc thì nó còn muộn quá rồi. Đấy, chúng ta phòng ngay từ khi nó chưa bị để cho nó không có nguy cơ nó bùng phát thì nó mới ngon được. Chứ còn khi đã bị rồi bắt đầu mới lại... đi xới sáo xong là đi mua thuốc về đổ xong là mới cứu thì nói thật sự lúc bấy là nó xuất hiện ở trên dàn lá dàn đọt thì lúc bấy bộ rễ nó đi hết rồi. Đấy, lúc bấy muốn hồi phục nó thì rất là tốn kém và nó khó khăn, mất thời gian lắm. Rồi em cũng trao đổi các bác một vài cái điểm như thế nên là tại sao mới nói là các bác trồng cây thì các bác nên bỏ thời gian để nghiên cứu, để nghe, đấy, để tìm hiểu thêm. Tất nhiên có thể là mục đích các bác xem thì nó em không thể cung cấp đầy đủ được đúng không? Nhưng mà phần nào nó cũng sẽ tác động vào cái vấn đề là trí nhớ của mình thì sau này bạn sẽ biết được phần nào đấy. Thấm lâu mà đúng không? Mưa dầm thấm lâu. Cứ xem đi xem lại đi rồi dần dần mình sẽ hình thành một thói quen, một cái nếp nhăn trong não. Rằng là thì nói đến cây đó là mình cũng biết là cái giống nó thế nào rồi, cách trồng rồi, chăm sóc rồi. Đấy. Rồi làm trái, làm bông, làm quả như nào rồi, cơ bản rồi, mình không còn bỡ ngỡ nữa, đúng không? Đấy, như thế nó có lợi ích hơn rất là nhiều. Nhiều bác bảo tôi thấy anh suốt ngày quay nói về na thái rồi. Thì các bác biết rồi thì các bác có khả năng biết, nhưng nhiều người mới người ta cũng không biết đâu. Thì thôi để tạo cơ hội cho nhiều người tiếp cận với nó về làm kinh tế mà. Làm kinh tế phải kỹ. Đấy, thời buổi này mà làm kinh tế mà không kỹ, không chuẩn bị kiến thức cho mình ấy, thì đấy không khác gì đi đánh bạc. Mà các bác biết rồi, có ai giàu được vì đánh bạc đâu, đúng không? Đến, trước khi làm cái gì các phải tìm hiểu kỹ là một, nguồn gốc giống, rồi cách làm, chăm sóc như nào đó. Đấy, nhiều bác thì không mua giống của em, nhưng mà điện cho hỏi em. Em cũng nói luôn là em không quan trọng vấn đề phải mua giống của em hay không, mà quan trọng các bác là có đam mê nhiệt huyết hay không. Đấy, nếu ai đam mê nhiệt huyết, cứ áp Zalo cái số của em vào.
buổi trưa buổi tối hoặc thứ bảy nhật gì đó cứ chụp hình ảnh gửi qua cho em rồi em sẽ trao đổi, nhưng mà nhớ ngắn gọn chứ em không có thời gian để bảo là anh là tư vấn, à tư vấn cho tôi thế này, có những bác lớn tuổi ngày điện 5 cuộc thì em không có thời gian đâu. Mình xem những video trên kênh Cuộc Sống Thôn xong rồi là mình cái gì chưa hiểu rõ lắm thì bác hỏi, đúng không? Đấy, bác hỏi, bác bảo theo chú hay theo cháu lên làm nào, đấy, thuốc gì, phân gì, đấy, như thế nào thì em sẽ nhắn sang tên phân, tên thuốc hoặc hoạt chất, hoặc là mình sẽ trao đổi ngắn gọn để các bác hiểu hơn. Chứ còn cầm tay chỉ việc thì không có thời gian. Đấy, các bác biết rồi. Đấy. Em thì bận công việc, hai nữa là số lượng các bác về quan tâm đến cây giống của bên em thì cũng tương đối. Đấy, không chỉ mỗi cây na thái này đâu, mà rất nhiều cây, ví dụ cây bơ, cây chôm chôm, cây bưởi. Đó, nguyên cái mảng bơ đã mười mấy giống rồi thì có rất nhiều bác muốn chia sẻ, muốn trao đổi đúng không? Đấy, đâm ra là cũng cận về thời gian lắm. Nên là nếu mà đôi khi có những lúc nào mà em bận rộn quá em chưa trả lời được, hoặc là em chỉ nhắn tin ngắn gọn thôi thì các bác thông cảm. Đấy. Muốn rất rất muốn là hỗ trợ được các bác nhiều nhưng mà thời gian không cho phép. Đấy. Thì cũng đành chịu thôi. Nên là thôi anh em thì các bác thì cũng cứ nhớ đăng ký kênh để mình bỏ thời gian ra mình tìm hiểu. Tại vì mình không bỏ thời gian để đầu tư cho kiến thức của mình thì đừng mong là thành công được. Các bác nhé. Đấy, nói đấy để các bác dễ hiểu. Chứ bảo là cái dễ làm quá thì không bao giờ đắt được đâu. Nó phải khó làm. Phải vấp ngã thì mới đứng lên được. Có thất bại thì mới biết mình thất bại ở đâu. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, làm kinh tế thật thành công. Chào cả nhà nhé. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.